chú. Chú, chú. Cái canh này là canh gì chú? Cái canh N14 hay N1 hay N2 không quay mất. Chứ mấy cái sót heo này cầu ra là xỏ lao chị. Ôi trời, nhiều lắm, nó về về heo lái là có gì. Đại luôn mà. Đại canh cái đơn vị cầm hai đứa đùa đùa thôi, có gì. Chú có thể nói là cái heo này nó ủi con này. Chú để nó heo là heo đi lồm lao, xỏ lao chưa? Miết miết thôi. Miết thôi đó. Miết thôi chứ. Thời gian mà xỏ có thể có sót heo như là bơi lao này chú. Thì miết thôi, nó miết thôi, hãy cho lớp này lấy lớp khác. Miết luôn mà. Cái dạt theo đường cây ở đâu nó thỏ về chứ không mua đầu ngõ thôi, đa là cuối cây nha. Đa cuối cây cho nên là tấp hết về đây gò dịch theo rồi vô tới cho nên trời đứng đây gió nồi nó xuống đây là cọ ha nước thì nhưng mà thế nó không ngồi không đi đúng rồi đâu mà thon thế mà ngồi đó một chữ ngồi chụp cái gian tất na là của mình trong đây là đa cuối cây cho nên là mấy ăn dục thấy là tắp thấy gì là à, ví dụ đeo giữa mới dục mà chạy gì đây chứ ở đâu gì đây cái cây này cuốn cây mà công có công đoạn mua ngoài này kia nữa không đoạn giữa là đoạn gì mua à, ngồi xuống đó ngồi xuống đó chạy qua làm giữa cả nói xí nghiệp mai là hết thấy của bình an rồi đó bình trong tình tròn heo thúi là vô lao rồi chứ thôi miết miết thôi chứ không phải là một hai bữa nay miết thôi không quan miết mà mình có kiến nghị với chính quyền địa phương chưa cái nghĩ chứ thì ổng mới lan xuống biết rồi mà thôn người ta lan xuống là ngày một mà biết vô phó chủ tịch sở thì cũng đi lan xuống biết mà cứ nghĩ như vậy không biết thôi mà học văn trời ba biết được chú tên gì chú hả chú tên gì à, tên gì bác bác luôn bác là những bác chú chú tên gì chú rồi hả tên gì tên chú rồi cái miếc miếc thôi nó mới cầu miếc miếc thôi chừng nó thấy chừng thôi thối miếng nước ăn thối thì không nấu ra bực là đây ra bực là đây là thối nước cái chị không nấu luôn á quá này mà ông hay mua ông hay lấy là to là ăn cũng miếc miếc là thấy chưa thấy thay rồi gọi gì ra là cuốn canh mà cho nên cái môi trường á là không ăn